dọn vườn và cỏ nha, hạt cỏ để trồng rau nha.
quá. Không chịu được nữa rồi. Xong một tạm dừng video tại đây. Các bạn xem nó làm hoàn thành xong đứng sau nhé. Dừng video tại đây, hẹn các bạn video xong tiếp tục làm nhé.
cũng như thường lệ các bạn vào xem thì thích ủng hộ cho mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho mình nhé. Mình xin một like, nhớ là xem xong cho mình xin một like để nhận video mới nhất nhé. Đấy, ra vườn làm một luống rau, bớ không giật, thở không ra tai nữa các bạn ạ. Bớ cơ hơi tay ra, mệt quá.